Thảo Lâm xin mến chào quý vị đang đón xem chương trình của Thảo Lâm làm đẹp với Thảo Lâm tại ASK Beauty, tọa lạc trong khu QT Golden Marketplace tại Garden Go. Quý vị hãy gọi cho Thảo Lâm là số điện thoại 714-909-4555, 714-909-4555. Hôm nay Thảo Lâm xin giới thiệu đến quý vị một dòng sản phẩm Stem Cell Serum tế bào gốc. Đây, 350 Mỹ Kim, 350 Mỹ Kim. Và khi chúng ta xài cái Stem Cell Serum tế bào gốc này thì chúng ta phải kết hợp chung với cái collagen. Cái collagen này là 95 đô, mua chung một set là 445 đô nha, độc quyền của Thảo Lâm tại California. Quý vị nào mà muốn làm đại lý thì cũng hãy liên lạc với Thảo Lâm là số điện thoại 714-909-4555. Và quý vị cũng, nếu như quý vị mà muốn mà mua sắm tại ASK Beauty thì hãy đến đây để gặp Thảo Lâm. Thảo Lâm sẽ tư vấn cho quý vị hiểu thêm nhiều về chăm sóc cho da đẹp và cũng giống như là sức khỏe của mình. Thì nơi đây là Thảo Lâm cũng có một cái set là Senso tẩy tế bào chết của Nhật Bản nha. Thảo Lâm đã làm cho cái thương hiệu này là đã 6 năm rồi. Một set này bao gồm là 4 chai, ok, là 150 Mỹ Kim. 150 Mỹ Kim là 200 mà Thảo Lâm đang discount 50 Mỹ Kim cho một cái set này. Cái chai này là tẩy tế bào chết và cái này là toner và sunblock và night cream. Đây, và Thảo Lâm cũng có những sợi dây đeo cổ của Trầm Hương. Trầm Hương xuất xứ từ Việt Nam, của gia đình Thảo Lâm là đã có 50 năm trong ngành trầm hương. Bởi vì khi chúng ta đeo trầm hương đó là chúng ta không phải là ngửi vào là có mùi trầm hương liền đâu. Nếu mà trầm hương thật đó là chúng ta phải đeo vào và lan tỏa với mồ hôi của mình mới ra mùi hương thơm. Đó mới là trầm hương thật. Mà trầm hương là khi chúng ta đeo là phải đúng 108 hạt để mà hành thông, may mắn thuận lợi, đẩy lùi những cái tà khí, đem đến thịnh khí cho mình, may mắn. Nói chung là Thảo Lâm đeo trầm hương rất là may mắn. Và đây là Thảo Lâm đính vàng 18 đó, hoa sen. Đây, sợi dây này là sợi dây trầm hương. Thảo Lâm bán rất là cực kỳ hot cho cái dây này. Bữa chị Hồng Loan cũng có đeo đó, khách thích rất là nhiều, cũng đến đây mua. Và sợi dây này là cho nam, đây là nữ, và đây là dây nam cũng giống như là dây nữ. Thì bây giờ để Thảo Lâm sẽ làm tẩy tế bào chết cho Oanh Oanh, rồi cho quý vị xem nha. Cái tẩy tế bào chết này có thể cầm dùm Thảo bên đây cái microphone, okay, nha. Đầu tiên mình sẽ dùng cái chai này nha. Cái chai này là tẩy tế bào chết. Cái chai này nha quý vị. Tẩy tế bào chết. Trước tiên là mình lấy da của mình. Đó, bắt đầu mình mới chà lên trên cái da của mặt của mình nha. Tại vì Thảo làm trên tay thôi. Mà nếu mình có da chết thì da chết sẽ rớt ra. Đó, có nè, có da chết nè. Nhưng mà cũng không nhiều. Anh không có nhiều da chết lắm nhưng mà cũng có da chết. Đây không? Đó, không sao. Đó, da chết. Đây là da chết. Thảo Lâm bán hot, rất là hot cái này á, gửi hàng mà không kịp. Khách của Thảo Lâm gọi nhiều khi hả, 1-2 ngày mới trả lời phone kịp với khách hàng. Có nhiều khách hàng rất là dễ thương, cứ hỏi là Thảo Lâm ơi, em có sao không, mà sao chị gọi em hoài, gọi không được. Nhưng mà không phải, tại vì đông quá Thảo Lâm trả lời không có xiết đó. Mong quý vị thông cảm, thương tình bỏ qua. Và sẽ cứ tiếp tục gọi đi, hoặc là để lại tin nhắn thì Thảo Lâm sẽ gọi lại. Thì khi mà anh không có nhiều da chết nhưng mà vẫn có, Thảo vẫn feel được cái da chết. Thảo có nhiều lắm á. Da mấy lúc trước Thảo không có nhiều nhưng mà đi nắng á, cái mình bị bụi bặm đó thì da chết. Cái mình mới xịt cái nước khoáng hoa hồng này. Cái nước này đặc biệt là dưới này là mình xịt bằng hơi, nó không có cái ống. Thấy không? Nó là chỉ là cái e thôi. Đó. Đó, thì mình để cái nước hoa hồng này lên. Mà nếu như mà mình là ban ngày á thì mình sẽ để cái xanh lốc. Cái xanh lốc này lên trên cái da của mình để mà mình chống nắng. Thì cái này á, thật sự ra đó, diễn viên Trí Quang cũng giống như là diễn viên Tường Vi đã xài của Thảo Lâm, cũng đã xài của Thảo Lâm rồi, 5-6 năm nay rồi. Mùa dịch vừa rồi đó, mà mỗi lần đó mà Trí Quang gọi qua là nhờ á, là coi như kêu Thảo Lâm order dùm cho Trí Quang là 10 set đó, 10 bộ đó. Đây cái này á, là nếu mà đêm á thì mình sẽ để cái này đó. Nếu mà ban đêm thì mình sẽ để cái này cream lên. Cái da đây nè, để Thảo làm cho cái tay ha. Khi mà chúng ta có da chết thì cái da chết mới rớt ra nha, không có là không có ra. Đó là chứng tỏ là cái này là nó work 100%, bởi vì không phải là cái kem. Bởi vì nếu mà cái kem mà giả đó thì mình sẽ đổ lên da nào cũng ra da chết hết, tại cái kem. Còn cái này là tại cái da tay. Ok, da tay có hay không bây giờ coi Thảo Lâm nè. Oanh là oanh có ít, ok, Thảo Lâm sẽ có nhiều. Tại vì Thảo Lâm mấy ngày nay Thảo Lâm đi nắng đi bụi
nhiều. Thảo Lâm biết Thảo Lâm sẽ có rất là nhiều da chết. Da chết của Thảo Lâm rất có, thấy không? Thảo Lâm biết Thảo Lâm có da chết nhiều đó. Thấy không? Thấy da chết, quý vị thấy da chết Thảo Lâm rất là nhiều lắm. Tại vì mấy ngày nay Thảo Lâm không có tắc khe cho mình nhiều đó, mình biết được như vậy. Nhưng mà thay vì á, mình rửa mặt xà bông á, thì cái da mặt của mình nó sẽ không có sạch bằng mình tẩy cái tế bào này, tẩy tế bào chết này. Bởi vì cái này tẩy tế bào chết không có hại gì để mà lột da hết á, mà cái này á, giúp cho mình giống như là rửa sạch hơn xà bông của mình rửa. Đây là làm tại Nhật Bản nha, Senso, một cái bộ tẩy tế bào chết của Senso làm tại Nhật Bản, bao gồm 4 chai, chỉ có 150 đô tại ASK Beauty của Thảo Lâm. Xin quý vị hãy liên lạc với Thảo Lâm. Số điện thoại là 714-909-4555, 714-909-4555. Thảo Lâm xin chia tay quý vị, mến chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Thảo Lâm xin giới thiệu thêm, đó là một cái dòng son môi. Son môi này là được làm tại Mỹ nha. Một cây son chỉ có 40 đô thôi. Nhưng mà cái son môi này đó, quý vị cũng biết là trong lúc này là mùa đông sắp đến, thì chúng ta đó đi tiệc sẽ rất là nhiều, và nhất là những buổi tiệc buổi tối, thì chúng ta nên dùng cái màu son môi đậm. Bởi vì khi mà trong tối đó, cái đậm nó sẽ là cho chúng ta tỏa sáng hơn. Thì Thảo Lâm á, thấy cái môi của Thảo Lâm đang xài không là màu cam này. Và nếu như buổi tối mà Thảo Lâm đi chơi đó, Thảo Lâm sẽ dùng cái màu đậm này sẽ là cho cái viền môi bên ngoài. Và sau đó Thảo Lâm sẽ bỏ cái màu cam này bên trong để cho thấy cái môi của mình sexy một chút. Và mình ăn gian để giống như nhìn cho cái môi của mình giống như là mình bơm môi vậy đó. Nhưng mà thật sự ra là không phải, là do Thảo Lâm mix hai cái màu môi này lại. Một cái màu này và màu này mình sẽ mix vào. Đây, cây son rất là đẹp. Cây son đẹp lắm. Đây, đó. Thì ban ngày thì mình sẽ xài là màu lợt. Thảo Lâm cũng có mấy màu lợt cho ban ngày. Và ban đêm thì chúng ta sẽ dùng màu đậm để mà đi cho những cái buổi tiệc sinh nhật, birthday, đám cưới, cũng giống như là đi coi ca nhạc. Đó, thì chúng ta nên dùng màu đậm để cho chúng ta chụp hình lên cũng thấy mặt mình tươi hơn, không có thấy giống như là bị nhạt nhòa. Thì quý vị nào mà có nhã ý mà muốn mua những dòng son làm tại Mỹ của Thảo Lâm thì hãy liên hệ với Thảo Lâm, là số điện thoại 714-909-4555, 714-909-4555. Và hôm nay Thảo Lâm cũng giới thiệu đến quý vị là đây là hai chiếc áo nịt bụng thon gọn giảm đau lưng. Ở nơi đây Thảo Lâm là có cái độc quyền những cái chiếc áo này. Quý vị cũng biết là khách của Thảo Lâm mua rất là đông, cực kỳ hot. Thảo Lâm gửi đi xuyên bang rất là nhiều. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Thảo Lâm cũng như mua sắm tại ASK Beauty. Quý vị cũng biết là Thảo Lâm rất là khó chịu khi mà mình nịt những chiếc áo mà không có hài lòng. Thì mình nịt vào đó nó khó chịu trong người của mình lắm. Thứ nhất là nó làm cho mình sẽ bị ngứa. Thứ hai nó làm cho mình nó là bị đau, nó cứng, nó đau chung quanh vòng eo của mình. Còn nơi đây chiếc áo của Thảo Lâm đó là độc quyền của Thảo Lâm, cho nên nó là nó sẽ có một cái độ dẻo và giãn, không có làm cho mình giống như là bị đau, không làm mình không thoải mái. Quý vị rất là thoải mái khi mà mặc nguyên một ngày nha. Mình có thể là ăn uống cũng thoải mái nè, mình đi làm cũng thoải mái, mình đi ngủ cũng thoải mái luôn. Rất là cực kỳ hot của ASK Beauty của Thảo Lâm là chiếc áo nịt bụng này. Nhưng mà với một điều là khi chúng ta đó mặc chiếc áo này, chúng ta ăn đó, thật sự nói ăn thoải mái. Nhưng cái thoải mái có nghĩa là sao? Là mình không bị over cái ăn. Bởi vì đó, khi mà Thảo Lâm đó, hồi lúc trước đó, Thảo Lâm ăn thí dụ như một chén cơm đi, Thảo Lâm thấy cái kia ngon quá, Thảo Lâm ăn thêm vô thì mình sẽ bị over cái ăn. Còn cái này mình thoải mái là đến cái mức độ đủ cái mức trong cái cơ thể của mình thì mình lập tức sẽ bị ngưng ăn lại. Đó là sẽ giữ cho chúng ta không được lên cân và giúp cho chúng ta không bị đau lưng. Đây là chiếc áo nịt bụng thon gọn giảm đau lưng tại ASK Beauty của Thảo Lâm. Xin quý vị hãy gọi cho Thảo Lâm số điện thoại 714-909-4555, 714-909-4555.